Nói đến bộ đội trinh sát là nói đến sự dũng cảm, gan dạ, bởi họ không chỉ là những người giỏi về võ thuật mà còn là những chiến sĩ quả cảm mưu trí, đã lập nên bao chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Khoa trinh sát trường sĩ quan lục quân 2 là một trong những nơi đào tạo sĩ quan trinh sát của quân đội. Là đơn vị có cường độ huấn luyện cao, để đáp ứng với mục tiêu yêu cầu giáo dục đào tạo, khoa trinh sát trường sĩ quan lục quân 2 đã có nhiều giải pháp rèn luyện sức khỏe dẻo dai cho cán bộ học viên. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ học viên đã tích cực tự giác trong rèn luyện thể lực cho bản thân. Vì vậy, quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt 99,6%. Cùng với phát huy vai trò tự học, tự nghiên cứu của học viên, khoa trinh sát của nhà trường luôn coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đơn vị trong thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của mình, đội ngũ cán bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát trong tổ chức ôn luyện, tích cực hướng dẫn, sửa sai cho học viên trong từng nội dung bài học. Ngoài ra, học viên còn được luyện tập những động tác bổ trợ nhằm nâng cao trình độ võ thuật, rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm, gan dạ trong chiến đấu. Chúng tôi đã tuyển chọn những cán bộ, giáo viên có sức khỏe, trẻ, có trình độ để thực hành huấn luyện các nội dung kỹ thuật cơ bản cho học viên. Hiện nay chúng tôi đã huấn luyện được khoảng hơn 20 khóa trinh sát bộ binh và 11 khóa trinh sát đặc nhiệm đã ra trường về các đơn vị công tác. Hiện nay cái chất lượng học viên ra trường về đơn vị công tác thể hiện được cái năng lực, cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn và nhiều đồng chí phát triển tương đối tốt. Có đồng chí hiện nay đã phát triển lên cán bộ sư đoàn và cán bộ của phòng quân báo, quân khu, quân đoàn. Được đứng trong lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội ta, cán bộ học viên trinh sát trường sĩ quan lục quân 2 luôn nhận rõ niềm vinh dự, tự hào, song cũng đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình học tập, rèn luyện để trưởng thành. Nếu không có sự cố gắng, tập trung, tự giác trong tập luyện, thì rất khó để trở thành một người lính trinh sát. Bởi để trở thành những sĩ quan trinh sát giỏi, học viên phải trải qua những đợt kiểm tra, sát hạch chuyên môn rất kỹ lưỡng, nghiêm ngặt. Việc huấn luyện được tiến hành thường xuyên với cường độ từ thấp đến cao trong điều kiện gian khổ, nguy hiểm, đòi hỏi sự khổ luyện cao độ của mỗi học viên. Chứng kiến các buổi thực hành, chúng ta mới cảm nhận hết sự vất vả, khéo léo với tính kiên trì tỉ mỉ của người lính trinh sát, những động tác võ thuật, kỹ thuật leo nhà cao tầng, vượt khe sâu, vách đứng, kỹ thuật khắc phục vật cản, tiếp cận mục tiêu, đội hình và tác phong chỉ huy trong chiến thuật trinh sát, luyện tập đánh chiếm lại mục tiêu trong phòng chống bạo loạn lật đổ được huấn luyện một cách bài bản công phu. Là học viên đào tạo chuyên ngành trinh sát tại trường sĩ quan lục quân 2, chúng tôi luôn nhận thức rõ trách nhiệm học tập và rèn luyện để tiếp thu những kiến thức mà giáo viên truyền thụ. Và trên cương vị cán bộ chỉ huy trinh sát sau này, chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những thành tích trong công tác đào tạo huấn luyện, khoa trinh sát trường sĩ quan lục quân 2 năm năm liền được Đảng ủy, Ban giám hiệu trường sĩ quan lục quân 2 công nhận là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Các đối tượng học viên do khoa đào tạo hàng năm có trên 80% đạt khá giỏi, trong đó có từ 3 đến 4% đạt giỏi. Các khóa tốt nghiệp ra trường có trên 75% khá giỏi, xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ của quân đội nhân dân Việt Nam.